Vâng, xin cảm ơn trường quay. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chưa lúc nào thị trường bất động sản Việt Nam lại rơi vào khó khăn như thời điểm này. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3, nguồn cung căn hộ mới cho thị trường bất động sản sụt giảm đến gần 80% so với quý trước. Sự khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung mới khiến cho giá nhà tại địa phương này vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, nguồn tín dụng từ phía ngân hàng cho bất động sản vẫn đang bị hạn chế. Điều này khiến cho thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong những tháng còn lại của năm. Hai năm nay, doanh nghiệp này chủ yếu tập trung bán các sản phẩm bất động sản ở các địa phương khác thay vì chỉ bán các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn cung mới trong rổ hàng hóa đã ít đi, cộng thêm những khó khăn khi vay tín dụng từ ngân hàng từ nhiều người mua khiến cho số giao dịch thành công tại sàn trong vài tháng gần đây ở mức thấp. Sản phẩm mới gần như là không ra được, nó dẫn tới cái giá bất động sản không thể giảm được. Tiền bây giờ thì nhà đầu tư người ta đa phần người ta cầm tiền mặt và người ta gửi tiết kiệm ngân hàng. Và người ta chờ những cái tín hiệu rõ hơn từ ngân hàng nhà nước, từ thị trường để có cái quyết định đầu tư tiếp theo. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong quý 3, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận hơn 2.800 nguồn cung căn hộ mới, giảm 80% so với quý trước. Và trong quý 4, nguồn cung này được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm. Dự báo của CBRE cho thấy rằng là cái nguồn cung ở quý 4 thậm chí nó sẽ còn giảm nữa so với quý 3. Nó có thể dừng ở mức khoảng trên dưới 2.000 sản phẩm mà thôi. Còn xét về mức giá thì bản thân chúng tôi vẫn dự báo rằng là mức giá trên toàn thị trường nó vẫn sẽ có xu hướng nó tăng. Hiện một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, dừng trì hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án, dừng triển khai các dự án mới, dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn, dừng IPO. Điều này sẽ tác động đến sự hồi phục và tăng trưởng của nền kinh tế, trực tiếp làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Cái khó lớn nhất không phải là các doanh nghiệp bất động sản không vay được tiền, mà các doanh nghiệp bất động sản bán thì cái người mua đó là đa số là mua đầu tư và họ cần vay ngân hàng để mua, và hồi đó giờ họ dùng vốn ngân hàng họ mua, nhưng bây giờ ngân hàng không cho vay nữa, chính vì vậy những người này họ không mua nữa. Nhìn chung thì chúng ta thấy bức tranh đang khắc nghiệt thật sự cho thị trường, có thể dẫn đến hết quý 4 năm 2022 mà thậm chí nó còn ảnh hưởng tiếp đến quý 1, quý 2 năm 2023. Nếu không có những cái điều chỉnh về chính sách hoặc cơ chế liên quan đến vốn pháp lý, cái cơ sở về đầu tư mới, các dự án đầu tư mới, hoặc những cái cơ chế chính sách để khuyến khích thị trường. Hiện thị trường không nhìn thấy những lực đẩy tích cực từ dòng tiền lẫn nguồn cung mới, đồng thời cũng cho thấy những dấu hiệu giảm tốc nghiêm trọng khi đối mặt với hàng loạt khó khăn từ nguồn cung, thị trường, giao dịch, dòng vốn và nghiêm trọng nhất là rủi ro tín dụng và rủi ro trái phiếu. Trong bối cảnh khó khăn đó, vừa qua Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh và các tập đoàn bất động sản lớn nhằm lắng nghe những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thị trường đang gặp nhiều khó khăn về vốn và thanh khoản. Để giúp thị trường phát triển ổn định và bền vững hơn, rất cần chính phủ có những giải pháp điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. Song song đó là sự nỗ lực tái cấu trúc, tái cơ cấu của từng doanh nghiệp bất động sản về đầu tư, về sản phẩm hướng đến nhu cầu thực của thị trường. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đói vốn khi ngân hàng hết room, kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị tắc sau các cú sốc Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC. Một số buộc phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao, đầy rủi ro, phần khác phải thu hẹp quy mô sản xuất, đình hoãn các dự án mới hoặc dừng thi công các hạng mục, thậm chí phải bán bớt tài sản. Trong khi đó, 70% vướng mắc của doanh nghiệp vẫn là về pháp lý. Giải quyết các vấn đề vướng mắc về pháp lý, trước hết là sửa luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và một số luật có liên quan nữa, để chúng ta làm sao cái hệ thống pháp luật đối với thị trường bất động sản là nó phải là đồng bộ, thống nhất. Còn là đối với chính quyền các địa phương thì chúng tôi rất là mong chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tập trung cải cách thủ tục hành chính. Rồi đi đôi đó là cái phối hợp giữa các sở ngành. Bởi vì hiện nay là cái thời gian làm thủ tục đầu tư xây dựng của một dự án bất động sản kéo quá dài. Theo các chuyên gia, tình trạng hiện nay có một số tương đồng với giai đoạn 2008-2011, nhưng khác biệt hơn khi các sản phẩm tài chính của thị trường bất động sản phức tạp hơn bởi mối quan hệ giữa doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư chứng khoán và ngân hàng. Đặc biệt đó là tình trạng lệch pha cung cầu đã ở mức báo động, cảnh báo nhiều rủi ro. Các cái doanh nghiệp bất động sản lớn đang có những cái dự án về xây dựng nhà ở xã hội
Cho nên là cái phân khúc đó là một cái phân khúc mà tôi nghĩ rằng là sẽ phát triển vào cái trong cả cuối năm nay và sang năm 2023. Đó là một chủ trương lớn của nhà nước để giải quyết về cái nguồn cung của thị trường. Phân khúc này nó tạo ra một cái giá cả hợp lý, phù hợp với lại cái thu nhập của người có nhu cầu về nhà ở. Để gỡ khó cho ngành bất động sản, không chỉ có động thái tích cực là gặp gỡ lắng nghe, mà trước đó chính phủ đã rất quan tâm đến sự phát triển của thị trường này thông qua việc ưu tiên phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, đi đôi với việc điều chỉnh, sửa đổi luật đất đai, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động. Đây cũng là những chính sách ưu tiên về mặt dài hạn để thị trường phát triển lành mạnh, đúng hướng. Khuyến khích thị trường tài chính dành cho bất động sản lành mạnh hơn. Trong đó tạo điều kiện về thị trường trái phiếu. Thứ hai nữa là cơ chế chính sách để tạo ra một cái dự án bất động sản tiếp cận vốn cho nhà đầu tư, đặc biệt là hướng thị trường vào những sản phẩm có đại đa số nhu cầu thị trường hơn, lệch chống lệch pha cung cầu hơn. Thứ ba nữa là làm lành mạnh thị trường, thì tôi nghĩ một trong những cái nền tảng đó là nền tảng luật pháp liên quan đến thị trường tài chính cho bất động sản, liên quan đến các cái hoạt động của doanh nghiệp cho thị trường bất động sản, liên quan đến cái quá trình phục hồi thị trường. Nhưng chúng ta phải nhìn từ dài hạn, có nghĩa là 3 đến 5 năm tới. Bất động sản được xem là động lực chính của nền kinh tế. Những khó khăn chưa từng có hiện nay của ngành, thậm chí nguy cơ khả năng có thể rơi vào suy thoái, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy lên nền kinh tế. Vì vậy, các doanh nghiệp đang rất mong chờ những giải pháp tích cực từ chính phủ để ngành sớm phục hồi phát triển, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.